Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được cái đầu CD có model là Sony 555 ESC. Đây là dòng đời cao nhất trong series 3 số 5 nghe các bạn. Dòng Sony 555 ESC được sản xuất vào năm 1992 với giá xuất xưởng cũng rất cao, 100.000 yên. Made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và công suất là 200W. Dòng Sony 555 ESC được mình về đây là hàng đấu giá ship trực tiếp từ Nhật về ngay các bạn, không tì vết, không vết xước, không vết lông mèo, không vết mũi đốt. Tất cả các chữ nghĩa này các bạn nhìn nè, chữ ít con nào có chữ 3 số 5 ESC nó đẹp, nó mới như vậy nghe các bạn. Đó, nó rất là rõ, nó không bị mờ. À, các bạn nhìn tổng thể máy là như mới luôn, rất vàng luôn các bạn. Dòng này với kích thước chiều ngang 47cm, cao 12,5cm và hậu sâu là 37,5cm và máy nặng là 13kg. Dòng Sony 55 ESG, các bạn nhìn cơ đĩa nó nằm phía giữa, nó nhìn rất mới nè bạn. Đó, rất bắt mắt, rất sang trọng. Dòng này thì cái cơ của nó rất nhẹ nhàng nha bạn. Các bạn thì sử dụng tay hoặc là cái điều khiển mình đặt kèm. Đó, mắt này sử dụng mắt từ KNS272A, nhận đĩa rất nhanh, buông tay là đọc nghe các bạn. Đó, ví dụ như mình qua bài cuối cùng luôn nè các bạn, bài 16 luôn. Đó, buông tay là đọc liền các bạn thấy không. Mình cho bài 10 rồi, bài 7 mắt còn rất tốt. Đây là nút nguồn, ở đây lỗ tai phone và nút layout để các bạn có thể chỉnh tai phone hoặc là các bạn gắn cái đường variable, sau các bạn chỉnh volume các bạn đánh trực tiếp qua PAL. Đây những chức năng là file level, layer mode, time meeting và repeat sử dụng hỗ trợ cho các bạn hiển thị và lập những bài hát các bạn yêu thích. Ở đây có chức năng tắt màn hình nè các bạn. Đó. Ở đây những chức năng edit hay là pitch, high record, sleep array là xóa tạm thời trên những cái đĩa cũng là hỗ trợ cho các bạn lưu những cái chức năng lên cái đĩa nghe các bạn. Những các bạn xóa tạm thời những bài hát các bạn không yêu thích. Ở đây là tới có điều kiện này các bạn. Đó. Đó. Lui có điều kiện nè, ở đây tới bài, lui bài. Đó. Rất đơn giản ha. Ở đây nút khay đóng ở đĩa, play, tạm dừng. Đó. Ở đây cái chữ 555 ESG dưới cũng rất mới nè bạn, rất rõ luôn các bạn, rất đẹp. Hai bên của nó được phủ hai lớp gỗ piano màu nâu hơn gỗ, rất đẹp nghe các bạn. Với kích thước chiều ngang là 47cm, cao 12,5cm và hậu sau 37,5cm và máy nặng 13kg nghe các bạn. Rồi. Chất âm của dòng Sony 555 ESG với chất âm rất chi tiết, dạng cao sáng, phù hợp những dòng nhạc nhẹ nhàng, nhạc bolero, nhạc vàng, nhạc trữ tình ở cao tiết hòa tấu rất hay nghe các bạn. Tiếng bass của nó rất mềm sâu các bạn. Rồi sau đây mình quay tổng thể mặt sau cho các bạn xem, hai bên là không đầy xước, không cứng móp nghe các bạn, rất đẹp. Ốp gỗ piano màu nâu vân gỗ còn rất mới, rất bóng. Đó, các bạn nhìn tổng thể mặt sau con này cũng còn rất mới nè các bạn. Ở đây là những đường layout, có hai đường fit và đường variable các bạn, mình rút ra cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy rất vàng, không có gì cắm rút luôn nha các bạn. Ở đây có chụp Sony luôn nè bạn. Rồi ở đây đường digital out thì có đèn ha, khi các bạn không sử dụng các bạn đậy vào đỡ bụi. Thông tin là Sony 555 ESC các bạn thấy không, IC 100V và 26W số ri 253229. Ở đây dây nguồn zin và dây nguồn chính còn rất mềm nha các bạn. Tất cả còn nguyên zin rất đẹp. Máy mình về đợt này là con này zin đẹp xuất sắc, like new các bạn, thiếu thùng số rất đẹp luôn bạn. Ở đây cái nắp của nó là nắp sơn zin không chảy xước, không cứng móp luôn các bạn. Nắp sơn zin thì các bạn xài rất bình bỉ, không khi nào sợ bị chảy xước hay cứng móp và không nào bị gỉ sét nghe bạn, rất là khó. Rồi các bạn nhìn ở đây nắp ở trong nó đây bạn, rất đẹp luôn các bạn. Hai miếng mút các bạn ha, nhằm chống rung. Ở đây những cái nút của nó phía trên nè các bạn, những miếng nhựa ở trên đó các bạn cũng làm rất chất luôn các bạn. Mình đẩy đây đến vàng ốc nha các bạn. Rồi nhìn vào tổng thể là bạn thấy một cơ đĩa nằm phía giữa nha các bạn. Dòng này sử dụng mắt từ KS272A. Dòng này cơ
rất là êm ái, thành trường không nghe tiếng động nha các bạn, đóng mở không nghe tiếng động các bạn. Đây mình mở lại cho các bạn nghe thử nè, rất êm ái. Đây mắt của nó là các bạn K22A, dòng này mắt này được sử dụng trên những đầu CD cao cấp của hãng Sony như là 555SA, 555SC, 777SA, 777SC, và nó được sử dụng trên những đầu Acophy DB65, DB75. Các bạn nhìn là sườn sắt nè, vàng au như mới luôn các bạn, những bo mạch xử lý digital. Các bạn nhìn là những chip giải mã dày đặc luôn các bạn, hai biếc áp nguồn. Các bạn nhìn những chữ sắt ở dưới nè, rất đẹp luôn các bạn, như mới luôn các bạn ha. Ít con nào các bạn nhìn vàng rồi đó bạn, vàng au luôn mà rất đẹp. Rồi sau đây mình mời các bạn nghe một đoạn nhạc thưởng thức về chất âm cái đầu CD Sony 555SG mình mới về nghe các bạn. Dòng này các bạn mua về nghe trưng bày thì rất đẹp nghe các bạn, rất đẹp mắt. Khi vũ trụ lên đèn, thành phố ngàn em đen dịu xanh mềm, tuổi thơ đi hoang góp lời làm lính mà thôi đôi diễn tay rồi, từng đêm quê hương đàn bay sóng đồ hòa trong sáng tỏ những khuôn mặt người yêu cũ. Xin thông báo đến các bạn, con CD Sony 3 số 5 555SG. Con này về tình trạng line new đẹp xuất sắc, không tì vết, không vết lông mèo, không vết xước, tất cả còn nguyên zin nguyên bản. Máy bán ra mình cam kết nguyên zin nguyên bản và vẫn bảo hành 3 tháng, nên các bạn an tâm mua về ngay trưng bày sử dụng.
với giá rất tốt, chỉ là 10.900.000 đồng. Máy bán ra bao gồm một cái khiển, các bạn thể chỉnh full chức năng mình tặng kèm. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111, mình có ship toàn quốc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.